Cửa hàng online xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng mình con xin giới thiệu với cô chú một số chậu giá hạt châu Như. Đây là châu Như F1 nha cô chú. Đây là châu Như F1 hồng. Châu Như hồng nha cô chú. Và hôm nay là ngày ngày 8 tháng 5 năm 2019. Và số điện thoại của con là 0908 846 04. Địa chỉ cửa hàng ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Ở đây mình sẽ giới thiệu các cô chú một số hình cây của nó. Đây là mã số 1 nha cô chú. Giá tiền của nó là 500.000 mã số 1. Có 3 thân lớn nhỏ. Châu Như F1 hồng nha cô chú, mã số 1, giá tiền là 500.000. Mã 1. Thân lớn này nó dài được khoảng 25 cm cô chú. Và cọng ngắn là được khoảng 20 và một cọng nhỏ nhất là được khoảng 7 cm. Và giá của nó là 500.000. Châu Như F1 hồng nha cô chú. Hồng mà môi tuyết luôn á. Mã số 1. 500.000. Tiếp theo đây là mã số 2 cô chú, có hai thân. Đen đi ngọn rất là tốt luôn, rất là khỏe. Rồi đây được làm từ kỳ nha cô chú. Đây là mã số 2 và giá tiền nó là 500.000 luôn, mã 2. Cho mã số 2 của chú. Và cộng dài nhất là được khoảng 20 cm, hai thân được khoảng 20 cm luôn. Mã số 2. Và giá của nó là 500. Tiếp theo đây là mã số 3 của chú, có hai thân luôn và giá tiền của nó cũng là 500.000 luôn. Rễ của nó đang ra rất là tốt của chú, đang bắt đầu phúng ra rễ ra nè. Và dài được khoảng 20 cm. Hai thân. Giá tiền là 500.000. Đây là giò mã số 3. Châu Như F1 hồng nha cô chú. Mã số 3, giá tiền là 500. Được làm từ kỳ nha cô chú. Và đây là giò mã số 4. Giá tiền của nó là 450.000, có hai thân. Đây là mã 4 nha cô chú. Giá tiền là 450.000. Vai con này là một cộng mà được khoảng 17 cm và một cộng mà được 15 cm của chú. Giá tiền của nó là 450.000. Đây là giò mã số 4. Giá tiền là 450.000 nha chú, mã số 4. Và tiếp theo đây là mã số 5 nha cô chú. Giá tiền của nó là 450.000, mã số 5. Có hai thân luôn, một thân là được 20 và một thân là được 15 cm. Mã số 5. Giá tiền là 450.000 luôn nha cô chú. Mã 5. Châu Như F1 hồng. 450.000, đây là mã số 5. Và đây là mã 6 nha cô chú, có hai thân. Một thân là được khoảng 12 cm. Hai thân nó dài được khoảng 13 cm cô chú. Và đây là giò mã số 6, giá tiền là 450.000, hai thân. Mã số 6, 450.000. Đây là mã số 7 của chú, và giá tiền của nó là 350.000, mã số 7. Và cộng nó đi dài được khoảng 20 cm của chú, giá tiền là 350.000. Đây là giò Châu Như F1 mã số 7. 350.000 mã 7. Và tiếp tục đây là mã số 8 nha cô chú. Cái này đang chuẩn bị lên mầm nữa nè. Mã 8. Và giá tiền của nó là 350.000. Đây là giò mã số 8. Châu Như F1 mã số 8, giá tiền là 350.000 nha cô chú. Cộng này nó dài được khoảng 25 cm. À, giá tiền của nó là 350.000. Rễ đang búng là rất là tốt của nó cô chú. Mã số 8, giá tiền là 350.000. Mã 8. Và đây là mã 9 nha cô chú. Mã số 9 nè. Do này nó hơi bị thiếu nước một tí. Giờ mình sạch lấy một vô là cây khỏe liền à. Dài được khoảng 22 cm nè cô chú. Và giá của giò mã số 9 này là 350.000. Mã 9. Và tiếp theo đây là mã số 10. Giá tiền của nó cũng là 350.000 luôn cô chú. Và cộng này nó dài được khoảng 22 cm nè. Mã số 10. Giá tiền là 350.000. Giá hạt Châu Như F1 hồng. Mã số 10, 350.000.
Ở đây Châu Như Hồng mã số 11 nha cô chú. Giá tiền là 350.000 luôn, mã số 11. Và cái thân này nó dài được khoảng 25 cm nè cô chú. Mã số 11, giá tiền là 350.000, mã 11. Mã số 12, rễ nó đang bám rất là nhiều luôn. Và cọng này cũng giá tiền là 350.000 luôn và nó dài được khoảng 22 cm nè cô chú. Châu Như F1 hồng môi tuyết. Và đây là giờ mã số 12, giá của nó là 350.000, mã 12. Đây là mã số 13, cô chú nhìn rễ nó đang bắt đầu phúng rồi nè cô chú. Đây là mã số 13, giá của nó là 350.000 luôn cô chú, mã 13. Cọng này nó dài cho khoảng cỡ 23 cm. Mã số 13, giá tiền của nó là 350.000, mã 13. Và đây là mã số 14, 350.000 luôn nha cô chú, mã 14. Và cái thân này nó dài được khoảng 30 cm, gần 30 cm, mã 14, giá tiền là 350.000. Mã số 15 này đang chuẩn bị lên mầm rồi nè cô chú. Và giá của giò mã số 15 này là 300.000. Và cọng này nó dài được khoảng 20 cm, giá tiền của nó là 300.000 nha cô chú. Và đây là mã số 15, giá tiền là 300, mã 15, 300.000. Và đây là mã 16 nha cô chú, giá tiền là 300.000 luôn, mã 16. Cọng này nó vẫn dài được khoảng 20 cm, đang đi ngọn luôn nha cô chú. Mã 16, giá tiền của nó là 300.000. Và đây là mã số cuối cùng của chú, mã số 17. Giá tiền của nó là 300.000 luôn. Dài được khoảng có 22 cm của chú. Mã số 17, giá tiền là 300. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 04 của chú. Và địa chỉ của hàng phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào của chú.